Mình là Vũ Tiến đây. Thử thách 24 giờ à động 8 1 giờ. 1 giờ là chút nữa 11 giờ là hay là 12 giờ tôi xuống tôi ăn cơm. Ok mọi người. Ok. Ok. Chị ở đây chán gì đâu á mọi người ơi. Sử dụng lấy cái đoạn. Ây da. Đó tôi không biết đánh được. Ây da. Ây da. Lấy cái đoạn xuống trò chơi. Ây. Đánh chơi chút xíu mà chị ơi. Thấy nó choáng rồi mọi người ơi. Choáng gì dừng đâu á. Ơ à, mệt quá. Bỏ ơi. Chán quá. Ê, giờ chơi game không được. Ôi da. Ây da. Hình bang bang. Tôi sẽ chơi cái này cái ha. À, cái gì vậy? Đây cái gì vậy? Ây da. Hình sợ. Xem. Chọ. Sợ. Tôi sẽ muốn kiếm xem bài động tác thì giờ để hai cái giờ để muốn kiếm thôi. Dạ muốn kiếm luôn mấy bạn ơi. Họ 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 kiếm đi muốn dẫn đủ quá. Ai ok mình ngồi lại chút xíu ha. Bây giờ cứ đợi đến 12, 11 giờ thôi. Chứ không biết làm gì hết đây. Các bạn có nhớ like, subscribe, đăng ký kênh của mình và nhớ qua kênh Hương Thích Hà Lan nhé. Ba mấy bạn có trồng cây, trồng hoa gì tùm la tùm lưa mà có đóng gói giao cho người ta nha. Ok. Và mấy bạn rồi tôi sẽ quảng cáo. Mấy bạn nào mà thấy ba mẹ mấy bạn á mà mùa dịch mà đi mua mấy cái đồ á thì đừng nói với ba mẹ là đừng mua nữa, mua tốn tiền lắm. Mua cho Shopee mọi người hay là Lazada. Mà như là chợ ở Việt Nam thì nó đã còn, siêu thị cũng có còn à. Siêu thị Bách Hóa Xanh hay là cái gì á. Không biết. Hình như là chợ á nó không cần mở nữa mà bây giờ thì người ta cái siêu thủy á nó mở mọi người à, tùy theo cái siêu thủy nha. Siêu thủy đó mấy bạn nó mà nghiêm khắc quá thì nó sẽ đưa cho mấy bạn một tờ giấy và mấy bạn sẽ lấy cái bút mấy bạn viết lên nha. Thôi không biết giờ tôi làm cái gì luôn ấy, chán quá. Tôi sẽ gõ mọi người ạ. Bèo 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 bèo.
thì vô mình sẵn tiện mình quảng cáo một cái kênh mà mình biết chứ, tên là Lâm Vlog. Các bạn như đó thì cũng như là thử thách và mấy cái trò chơi giống như kiểu vậy á, thử thách ăn đồ ăn, thử thách tùm la, mấy bạn hãy vô đó mà coi Lâm Vlog nha mọi người. À, thì ở trong đó có mấy thành viên lận, cũng có mấy thành viên đó mọi người. Ây da, ây da, trời ơi đau quá à. Tại tự nhiên nó bị kẹt cái chỗ này nè. Ây da. Hồi nãy đó, tôi nó bị kẹt ở cái chỗ này nè. Làm tôi đau quá trời đau luôn mọi người à. Tôi đau gần chết luôn á. Đi coi coi mấy giờ coi. Ây da. Mới 10 giờ à. Ây da, trời ơi. Sao mà tôi xích cái ghế ra chứ. Gọi trọng nó đau lắm. Đánh đờn chơi cái. Ây da. Mình đã giấu cái này của mẹ mình ở dưới cái gầm bàn. Ok mà kiểu như là mình đã ăn cắp cái này nha. Nói là mình giận mấy bạn quá. Cái này không có gì to tát. Mấy bạn ngon đi. Chắc mẹ mình không có đánh mình đâu. Nhưng mà thôi. Mấy bạn nhớ uống nhiều nha. Trời tôi muốn sữa lắm mà. Ở trong phòng tôi không có sữa. Thôi uống nước đỡ vậy. Trời ơi, mới có mấy giờ chán quá không biết làm gì rồi. Thôi tôi sẽ nằm một chút đợi nữa là sẽ hoàn thành thử thách 24 giờ nha. 8 tiếng hay là 1 giờ thôi. Ok. Thôi tôi sẽ đi ngủ một giấc nha mọi người, chứ buồn ngủ quá. Ây da, đi dẹp đồ cái đã, rồi đi ngủ. Buồn ngủ quá. Ừ. Dẹp bữa đây đi thì. Ừ. Dẹp đây nha mọi người. Ừ. Ok. Đi ngủ quá. Ừ. Đợi xíu. Ây da. Thôi, bây đi ngủ nha. Ừ.
Đèn rồi đi ngủ thôi. Đừng tắt đèn, tôi sợ. Thôi mở đèn đi đi, đừng tắt đèn mọi người. Tắt đèn các bạn không thấy rõ đó chưa. Ý, bến xe miền Tây chơi có ngày đây. Ok. Thôi thôi thôi, ráng ráng ở trên đây à, hoàn thành thử thách của mấy bạn. Thật ra nãy giờ không có ai quay cho tôi á, tôi tự quay á. Ok, hèn gì tôi cũng mệt đúng không? Chứ bình thường tôi không có mệt đâu. Ai mà có, ai mà có tiền, mà mấy bạn nhỏ nào mà có tiền thì thực ra tôi mới có 6 tuổi mà tôi có tiền mọi người à. Bạn nhỏ nào có tiền thì nhớ comment và nhớ đăng ký chuông like, đăng ký subscribe, chia sẻ cho mấy người khác coi video của tôi nha. Mấy bạn coi video của tôi mà mấy bạn không chịu đăng ký gì hết á, tôi buồn tôi giận á. Nhớ đăng ký nha. Không đăng ký à, tôi giận các bạn, tôi không lập video nữa. Nói vậy thôi chứ sẽ đăng ký, sẽ quay video khác cho mấy bạn xem nha. Chừng nào nè video này được 10 like thì không gắn thôi, chừng nào video này được 1 like là tôi đã rất là vui rồi. Được video này được 1 like đó là tôi sẽ làm một video khác nha. Một like là tôi rất là mừng rồi, không cần nhất thiết là 5, 3, 4, 5, 6, 7 like, không nhất thiết là phải cần 1 tỷ 400.000 like đâu ha. Ok, tôi sẽ cố gắng hoàn thành hết từ hồi nãy đi đến 11 giờ nha mọi người. Hiện tại là chưa phải 11 giờ đâu. Cái giờ là tôi mệt lắm á. Mệt lắm. Tôi mệt gì đâu. Có mà hơi hết luôn. Không biết ở trên các hình chị khóc chị. Mình sẽ coi coi có cái gì để coi không nha. Ây da. Hãy coi phim coi coi có cái gì để coi không nha. Đó bạn mình coi. Cái này chỉ là phim hoạt hình nhưng mà nè mọi người coi nha. Ơn trời đây rồi. Rẻ. Bơi thì ổn quá. Đã tôi là một người dân, tôi không bao giờ mà tôi nói dối. Chắc nói dối cái chuyện này mấy cái chuyện gì mà nói dối, nhưng mà mấy bạn cái đó là mấy cái nói dối mà mấy sợ người ta làm gì đó mình thì mấy bạn mới nói dối thôi, chứ không ở trên đường gian nhà mấy bạn mà nói dối là các bạn nào đi lên Đà Lạt mà đi vô chùa Ve Chai mà xuống mà đi xuống cái chỗ 18 tầng địa ngục thì mấy bạn sẽ biết thế nào là lễ độ nha. Chứ tôi nhớ là tôi thấy sợ rồi đó mọi người à, tôi không dám mà tôi mấy bạn nói gió diêm dương
Chị Diêm Dương cũng biết luôn á. Không phải mấy bạn nói dối Diêm Dương là đâu. Không phải là Diêm Dương á. Diêm Dương tốt đâu, Diêm Dương rất là tốt. À lộn lộn, Diêm Dương tốt. Không phải Diêm Dương xấu đâu. Mấy bạn đừng hiểu nhầm. Diêm Dương rất là tốt luôn. Tôi nghĩ vậy là tự nhiên tôi nói là tôi nói Diêm Dương chết rồi tôi sẽ được xuống thì tôi sẽ được lên thiên thần. Không phải vậy nha, đừng có, không phải là nói tốt Diêm Dương là Diêm Dương cho lên thiên thần đâu mà nha. Nói tốt thiên thần cũng không cho lên đâu. Ok, chứ tôi bây giờ tôi thấy nó mệt. Mệt lắm á mọi người. Cái này là khoảng chừng gần, như như là gần một tiếng rồi đó mọi người à. 24 giờ là ai da, mệt quá mọi người ơi. Mấy cái YouTuber khác người ta quay người ta không thấy mệt, sao tôi thấy mệt quá vậy. Mệt quá mọi người ơi, là mọi người quá mệt luôn nhé. Mai mốt tôi sẽ quay một cái video chung tìm khác ha. Tôi sẽ quay trốn tìm ở quê của tôi. Nếu mà lúc đó có nhiều người chơi, tại vì tôi có nhiều anh em lắm. Mai mốt thì tôi sẽ là anh em của tôi, bạn nghĩ là ở dưới nhà mình nhau. Nhưng No. Nhà mình rất là nghèo, bình thường thôi. Chứ anh thật ra là anh mình sống. Các bạn nha, chứ sống là biết sống ở đây. Nhưng không, sống chung với bà mẹ các bạn anh, mấy bạn anh đó. Nhưng mà cái đó vẫn là anh của mình. Ok, hiểu không? Đấy, giống như là các bạn có mấy anh, nhiều anh á, sống riêng chứ không thể sống một ở trong một căn nhà. Như vậy á, biết tại sao không? Nó sẽ bị kiểu như là nó tốn tiền lắm. Nhưng mà không phải tốn tiền mà nhiều người quá không có đủ tiền để nuôi á. Chứ tỷ phú là một lượt, người ta nuôi 1 tỷ một nhiều người á, kiểu 20 người lận vậy. Gãy mọi người, sắp hoàn thành thử thách rồi. Ba nút nữa là tôi có thể đi xuống ăn cơm và sẽ tạm dừng video này và nhâm. Không biết được sao là tôi có biết một cái câu nước là cái gì, nhưng mà tôi nghe ở trên đây, ở trên một cái kênh YouTube rõ nha. Thì cái video á, cái câu đó tôi coi ở trong một cái video, ở trong một cái kênh mà cái đó tên là Bến Tre 12. Bến ướt nha, phải bến nước. Bến ướt, đúng là Bến Tre 12. Bến ướt, không biết đúng hay không, nhưng mà tôi chỉ biết là Bến Tre 12 Bến ướt thôi. Không biết đúng không nhá. Tôi nghe người ta nói nhanh quá, tôi không biết luôn ấy. À, mấy bạn hãy đoán coi cái đó là tên gì nha. Không phải là làm về lóc đầu mà cái đó chắc là ý cái chữ đầu là hy, chữ hờ và chữ tiếp theo là chữ hy. Ok, chữ y. Ai mà biết thì nhớ comment cái tên của người đó và chữ tiếp theo là chữ y và chữ u, chữ m. Ok, 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 biết cái tên đó là tên gì là mình sẽ chẳng thôi. Hay tên của ta là y. Ok, y trước, y dài trước.
Ok, khi mà nói chữ cái chữ tiếp theo của nó ra, bạn biết chết. Đó là chị. Hay là anh đó. Ok. À, cái câu này mấy bạn như bị đổi sinh tồn. Mấy bạn ơn mình không biết có nói dối mình hay không. Anh tí hàng xóm của mình á nói với mình là ai mà biết câu Caron thì sẽ biết. Hả? Thì anh nó có kết bạn với anh của mình. Anh Caron á có kết bạn nhưng mà mình không biết có phải là như vậy không. Mình có nghe anh mình nói là Chiron kết bạn Chiron đó, Chiron giống như là trai của chị xin mẹ ạ. Thì có gì sao bạn gái gái của phòng cận ai mà cũng biết, ai mà có hero team là đã biết rồi mà. Mi chỉ Jimmy ai giờ gì ta à, gì mà thành viên gì đó áo hồng gì đó quên tên mất tiêu rồi, quên áo hồng á mà cái chị đó là chị tên gì Simi gì đó kia gì đó không nhớ nữa. Nhưng mà có một thành viên mới và thành viên cũ thì ra tem một riêng mới này. Thành viên nó có tên là My My. Tôi nghe cái tên đó mà tôi thấy tôi sợ luôn á. Thôi, tạm biệt nha. À, tạm biệt các bạn ở video lần sau nha. Bye bye, giờ tôi xuống ăn cơm. Chẳng đâu chưa đến giờ đâu. Thôi. Rồi, không biết chừng nào mới hết nữa, mệt quá. Giờ không biết làm gì hết. Thôi tôi đi ngủ chứ không biết làm gì hết đâu mọi người. Giờ chỉ biết đi ngủ thôi. Bye nha. Bye. Mới ngủ xong mấy bạn. Rồi. Ngủ một giấc là sẽ hết giờ luôn. Là sẽ đến nha. Thôi, bye bye. Vậy rồi nè. Thôi bye bye nha. Mình đi hoàn thành điểm thấp của mấy bạn rồi. Thôi bye bye mấy bạn ở video lần sau nha. Bye.